Quất ngay. Chương trình mới, mua 2 tặng thêm một áo bất kỳ. Áo phông One Piece xăm soi, mẫu mới về bà con ơi. Nhanh tay nào, link dưới phần mô tả nhá. Sự thật biến cố cảng Rocky, lý do Jordan bắt Kobe. Ê yo, xin chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel xăm soi. God Van Lee, Bang Hazard, cuộc solo giữa Mihawk và Xanh, Jordan với Xuân Tóc Đỏ hay biến cố tại cảng Rocky là những cuộc chiến mà các fan One Piece luôn mong ngóng được lên sóng. Những cuộc combat lừng lẫy, những pha giao tranh gay cấn của toàn những kẻ sừng sỏ tại tân thế giới luôn mang một sức hấp dẫn không thể chối từ, nhất là khi nghe mới chỉ được nghe về chúng nhưng lại chưa sơ múi được tí gì. Gần đây nhất là cuộc chiến tại cảng Rocky. Sự kiện đã được nhắc tới 3 lần trong mạch truyện chính với sự xuất hiện của cựu thành viên bằng Rock, Ochoku, tứ hoàng Masoditic, siêu tân tinh Cha Phan Gà Di Waterlaw và một thanh niên tiềm năng phía hải quân, đại tá Kobe. Điều gì đã gắn kết 4 nhân vật có chỗ đứng và cứng chỗ đó nhưng lại gần như chả liên quan mẹ gì tới nhau, quy tụ lại một địa điểm? Kobe đã làm gì để được phong danh hiệu anh hùng và bằng cách nào chàng trai này có thể giúp Jordan đánh bại một cướp biển kỳ cựu như Ngũ Phong? Không làm mất thời gian của mọi người nữa, ngay bây giờ hãy cùng xăm soi tới với giả thuyết sự thật về biến cố cảng Rocky, Jordan bắt cóc Kobe. Còn chần chừ gì mà không click vào nút like rồi enjoy cái moment này thế nào? Một, sự cố cảng Rocky. Thân phận Ochoku. Trước hết, để biết được tại sao Jordan gây chiến với Ochoku, đoạt lấy đảo hải tặc, lo vì sao lại bị xem như kẻ chủ mưu và Kobe bằng cách nào lại trở thành anh hùng tại cảng Rocky, ba người bước ra khỏi cuộc chiến với những ánh hào quang của riêng mình, thì phải biết kẻ bị bọn họ đánh bại phải có thân thế ra sao. Ochoku, cựu thuyền viên bằng hải tặc huyền thoại Rock, là một người đàn ông cao lớn với món vũ khí chính là một thanh katana, thân thể được bọc phun giáp. Nhân vật này được lấy cảm hứng từ một tên cướp biển tàu khựa có thật tên là Wang Yi, hay còn gọi là Vương Trực hoặc Ngũ Phong. Vương Trực là một thủ lĩnh cướp biển đời nhà Minh. Sớm cảm nhận được hương vị lợi nhuận từ buôn lậu, Wang Yi nhanh chóng trở thành một thương nhân lớn nhất lúc bấy giờ, một ông trùm chuyên buôn bán vũ khí lậu, đặc biệt là súng đạn. Thế nhưng trong thế giới One Piece đã có Don Quixote được mệnh danh là ông trùm thế giới ngầm, chuyên cung cấp vũ khí cho mọi thế lực từ hải tặc cho đến hải quân. Mà một núi thì không thể có hai hổ, một nước chẳng thể có hai vua, thì miếng đất nào dành cho Ochoku đây? Xét về lịch sử Trung Quốc thời phong kiến, cả hai loại buôn lậu chính hái ra tiền là vũ khí và thông tin mật. Vậy sẽ ra sao nếu Oda biến tấu Wang Yi là kẻ chuyên dùng thông tin để kiếm chắc tiền bạc và của cái? Tại thế giới một mảnh, thông tin là một thứ gì đó vô cùng hữu ích. Nếu không nắm được tin tức gì về địa chỉ của phiến Poneglyph thì đâu phải ai cũng có khả năng nghe được lời thì thầm của đá như vua hải tặc Goldie Roger mà loanh quanh đại dương tìm ma tóe đâu. Hay những thông tin mật về vũ khí cổ đại sẽ là bàn đạp cho bạn chiếm lĩnh sức mạnh hủy diệt, thống trị cả thế giới, vân vân và mây mây. Trong khi đó, Ochoku lại là một tên cướp biển cùng thời với các huyền thoại. Hơn nữa, lại ở trên thuyền một băng hải tặc khét tiếng. Chúng ta cũng chưa rõ vì lý do gì Garp và Roger lại hợp sức tiêu diệt bằng Rock. Nếu Garp là vì dân chúng, vậy Roger là vì điều gì đây? Những thành viên khác trong bang cũng nhiều bí mật như Big Mom và Kaido, biết tin về vũ khí cổ đại ở Wano, hay thậm chí mẹ lớn còn có riêng cho mình một phiến Poneglyph chỉ đường. Nên việc Ochoku nắm giữ tung tích của các phiến Poneglyph là hoàn toàn có thể xảy ra. Cho đến nay, nơi cất giấu Poneglyph cuối cùng vẫn đang là một ẩn số. Và Jordan, một kẻ xảo trá, luôn tính toán chắc cẩn trước khi hành động, thường sẽ không giao chiến với những kẻ máu mặt nếu đó là điều không cần thiết. Cứ nhìn cái cách hắn dễ dàng quay lưng bỏ đi trước thủy sư đô đốc Akainu hay vua bóng tối Silver Rayleigh là biết. Vậy cái gì thôi thúc hắn đến tận cảng Rocky để chiến đấu với những kẻ mạnh như Ngũ Phong? Tôi nghĩ đó chỉ có thể là Poneglyph. Trước trang 1059, Sam Soi nghĩ người đàn ông có vết sẹo bỏng mà thánh ve chai Eutaskit nhắc đến là Aokiji, dù vẫn có nhiều lấn cấn, tại sao Oda da dẻ quá vậy? Cứ tỏ ra bí ẩn trong khi Cù Giàn là người mà ai cũng biết. Nhưng giờ ngẫm lại, mới thấy có lẽ nào nhân vật đó là Ngũ Phong hay không? Còn lý do tại sao thì đừng nông vội, Soi sẽ nói ngay ở phần giả định về những gì đã xảy ra ở cảng Rocky. B. Diễn biến cảng Rocky. Như đã nói ở trên, thông tin về tấm hồng phiến là thứ mà Jordan lặn lội đến tận Rocky để đối đầu với một huyền thoại. Và lo, kẻ được coi là đứng sau giật dây chính là người đã tiết lộ thông tin ấy cho Jordan. Rất có thể đã có một cuộc hợp tác tạm thời giữa Law và Tid. Các bạn còn nhớ cuộc chọn hướng xuất phát từ Wano của ba thanh niên Kid, Law, Luffy không?
với bộ óc thiên tài, nó cứ tưởng có được một đường ngắn nhất trong cuộc đua tới kho báu One Piece. Nhưng hóa ra lại gần nghĩa trang hơn thôi, chứ có được cái mẹ gì đâu. Quay đầu về chọn lại đền văn minh cho anh em ơi. Chapter mới nhất, thuyền lo đã đụng độ với bằng dầu đen. Và như lời của Tít thì hắn đã ở đây để hôi của. Chỉ là không biết người hắn gặp đầu tiên sẽ là ai trong bà chàng trẻ trâu trẻ nghé mà thôi. Đáng chú ý là thái độ của Tít khi gặp Luật. Yahaha, lâu rồi không gặp nhỉ, cha Phan Galo. Ắt hẳn đã có một cuộc gặp gỡ trực tiếp trong time skip. Vì sau đó thì băng mụ dơm đồng hành suốt với Lò. Còn trước đấy, Dầu Đen cũng đang bận bịu với những kế hoạch phản thầy giết bạn, đoạt trái quỷ. Đương nhiên, hẳn Dầu Đen cũng không phải nói tới việc gặp Lò ở trận Marineford. Khi ấy anh đang chỉ thoáng xuất hiện ngoài biển trợ giúp Luffy mà thôi. Tiếp nữa, khi Tít nói, mày giữ mấy phiến Poneglyph cho tao hết nhá. Lò đã nhanh chóng đáp trả, sao lại cướp lời tao thế? Giải quyết dứt điểm đi, kẻ thắng có tất cả. Tại sao kẻ thắng mới có tất cả nếu Lò đang là người duy nhất trong cuộc đấu này giữ Poneglyph? Câu nói này cho thấy Dâu Đen cũng có đá và Lò biết điều ấy, bởi đó chính là số đá từ việc moi tin của Ochoku. Quay trở lại câu chuyện hợp tác giữa hai hải tặc này, Tít và Lò là hai người duy nhất lên kế hoạch được gia nhập hệ thống thiên vụ hải thay vì được nhận lời mời từ chính phủ. Tít trở thành Shichibukai sau khi nộp dòng máu cuối cùng của vụ hải tặc trải quân, còn Lò theo như lời của hải quân G5. Anh đã gửi 100 trái tim hải tặc đến tổng bộ và yêu cầu trở thành thần vũ hải. Nói chung, hai kẻ cùng thuộc thế hệ tồi tệ này đều có những mục đích riêng khi cố ngồi vào ghế Shichibukai và nhanh chóng rời khỏi đó dù chưa kịp ống mông vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Lý tưởng ấy sẽ là sợi dây liên kết giữa hai hải tặc sở hữu IQ vô cực. Và vụ giao dịch cụ thể là như này. Lo lích tin cho Tít, còn nhân dịp Tít quẩy bánh ngóc Rocky, Lo dễ dàng lấy được 100 trái tim của hải tặc tại nơi tập hợp rất nhiều thịt cơ biển. Tất nhiên, nếu bằng cách khôn ngoan, không phải đối đầu trực diện hay solo 1-1 với Ochoku mà vẫn biết được thông tin về Poneglyph thì càng tốt. Nào, giờ hãy nói về việc tại sao tôi nghĩ đến 99,99% Ngũ Phòng là người Kid muốn tìm. Sự cố tại cảng Rocky diễn ra ở thời gian time skip và khi ấy, Lo đang nhắm tới vị trí thất vũ hải. Với sự khôn ngoan của bác sĩ tử thần, đây là thời cơ tốt để bày tỏ thiện chí với chính quyền và hải quân. Nếu muốn mượn dao giết người, tiêu trừ bớt thế lực ngang đường cũng là kế hay. Theo tớ là như này, Lo hẹn Dâu Đen tới Rocky nhưng lại loan tin cho phía hải quân kiểu Dâu Đen đến Rocky để hợp tác với Ngũ Phòng, hãy chặn liên minh ác mộng này, hay kiểu Tít và Ochoku đang bem nhau, các bạn đến ăn hôi đi này. Và chắc chắn, để đối phó với một cựu thuyền viên bằng rock hay một kẻ mạnh như Dâu Đen, hoặc cùng lúc phải đối mặt với cả hai nhân vật này, người được cử đi sẽ không chỉ có Kobe. Dù sức mạnh của cậu nhóc đã lên như diều gặp gió dưới sự huấn luyện của phó đô đốc Cap, nhưng qua những màn thể hiện của Kobe, anh chàng thậm chí vẫn thua xa Luffy. Thì lấy gì để ăn được cả hai người kia đây? Tầm cỡ Kobe mà đi làm boss chính phải hải quân đến Rocky cũng có ăn đấy, nhưng mà không biết là ăn cước hay ăn đầu bò thôi. Nên người được phái đi phải là một kẻ xứng tầm, mạnh mẽ và tiện di chuyển nhất lúc bấy giờ, là chó đỏ Akainu. Anh em không nghe nhầm đâu, dựa theo timeline thì hoàn toàn khớp luôn. Chapter 595, Lò quyết định thực hiện các bước tiếp theo của mình sau một thời gian dài chờ đợi. Thuyền trưởng băng hớt ra lệnh cho các thuyền viên tiến vào tân thế giới. Ở một diễn biến khác, cũng trong trường đấy, băng dầu đen đang cố ra giá Bonnie để đổi lấy chiến hạm hải quân. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là chó đỏ, nên Tít vội vã quay xe do chưa sẵn sàng chiến đấu với Akainu. Anh em hiểu ý tôi rồi chứ? Nếu Lo và Tít bắt tay nhau, thì thời điểm ấy, ngay sau khi Lo đến tân thế giới, cũng là lúc chó đỏ vừa đoạt được con gái Kuma từ tay Matsa đi Tít, và đương nhiên sẽ là vị đô đốc gần băng dầu đen nhất. Việc Akainu đến Rocky cũng giải thích cho lý do tại sao Ochoku lại là người đàn ông có vết sẹo bỏng. Cụ thể như này, Akainu và Ochoku giao chiến, dung nham đã đốt cháy một phần cơ thể của Ochoku và tất nhiên Akainu cũng không phải là không nhận lấy bất cứ tổn thương nào. Nhưng đừng quên, sự cứng đầu của vị đô đốc này tại trận chiến thượng đỉnh Marineford sau khi bị dâu trắng hành cho ra bã. Nhưng Sakakuji vẫn không ngán bất cứ bố con thằng nào và nếu Xuân Tóc Đỏ không đến kịp thời thì hẳn vị đô đốc này sẽ không ngại ngần mà quyết sanh chín với bất kỳ tên hải tặc nào vẫn còn ở tổng bộ, kể cả đó có là bằng dâu đen. Nên dâu đen với chó đỏ đã suýt bèm nhau tại Rocky, hoặc bèm chút ít rồi, nhưng sự nóng nảy của dung nham và động đất sóng thần từ trái Gura sẽ là thảm họa với cư dân tại thương cảng này. Và Kobe bằng Haki quan sát, hoặc thậm chí là mắt thường đã nhận thấy điều này và cố gắng thuyết phục Akainu dừng tay. Còn các bạn hỏi tại sao đợt ở Marineford, Akainu còn hăng máu tính xử luôn Kobe khi cậu cố ngăn trận chiến mà giờ lại chịu nghe thì đơn giản là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tổng bộ là lãnh địa của hải quân, anh em lính thủy đông đúc. Chứ ở cái cảng này, dăm ba hải quân mà đối đầu với cùng lúc hai băng hải tặc mạnh mẽ thì chỉ có một đi không trở lại đấy. Và chính hành động của Kobe đã gián tiếp giúp Dâu Đen bảo toàn lực lượng, trong khi Ochoku vừa bị bào trụ.
như mọi khi, chúa tể ăn hôi, ông tổ KS, ông thần ăn hôi, ông trùm last hit, Masoditis chớp lấy thời cơ đánh bại Ochoku và trở thành chủ nhân của đảo hải tặc Hachinosu. Vậy nên khi ở đảo Amazon Lily, khi tái ngộ, Zoden đã cười và gọi Kobe là anh hùng. Cậu đã giúp ta lật đổ Ochoku và trở thành thủ lĩnh của đảo hải tặc. Về phía lò, anh em đã chứng kiến toàn bộ diễn biến ở cảng Rocky. Và đó là lý do anh thấy khó hiểu khi Kit biết việc người đàn ông mang vết sẹo bỏng, còn băng mũ rơm. Khi trận chiến đó diễn ra thì mọi thành viên đều đang kiểu Robinson ngoài đảo hoang nên không hóng hớt được gì. Vì thế tỏ ra bối rối khi nghe Kit nhắc đến chuyện này. Hai, mục đích dầu đèn bắt cóc Kobe. Nhưng liệu việc Kobe vô tình giúp đỡ dầu đèn tại Rocky có là nguyên nhân để dầu đèn bắt cóc đại tá hải quân trẻ tuổi này? Chắc chắn là không đâu, bởi nếu là từ thời điểm ấy thì hẳn dâu đen đã ủ mưu để bắt, chứ chẳng đợi đến cuộc gặp tình cờ này. Xét về Kobe, cậu bạn này chẳng có trái quỷ cũng không đủ quan trọng để đưa Kobe ra thỏa thuận gì với hải quân như kiểu Bonnie. Dâu đen mà kiểu tao muốn đổi Kobe lấy ABCXYZ hoặc nôn tiền ra đây, ta sẽ trả lại tiền đại tá này. Tôi đảm bảo Akainu sẽ kiểu tiền đây, cầm lấy và thủ tiêu nó luôn hộ tao cái. Và sức mạnh của Kobe bây giờ lại càng không cùng hệ quỷ chiếu với một thành viên băng tứ hoàng. Nên chắc hẳn, dâu đen chẳng có lý do gì để chiều mộ thành niên tóc hồng này. Với khả năng của một bậc thầy phân tích tâm lý tội phạm, tôi nghĩ động cơ của dâu đen chỉ mới lóe lên khi ăn tới đảo nữ nhì quốc, khi nhìn thấy là Seraphim. Vâng, đúng vậy, thứ dâu đen nhắm đến là sản phẩm khoa học mới nhất của tiến sĩ thiên tài Vegapunk. Tại sao ư? Như những gì đã thể hiện ở Amazon Lily, Seraphim là phiên bản nâng cấp của bản Pacifista vào 2 năm trước, với kích cỡ bé và linh hoạt gấp nhiều lần phiên bản robot Kuma. Sức chống chịu cũng được cải thiện đáng kể. Theo lời nhận xét của các nữ nhân tộc Kuza, họ thậm chí bị Seraphim áp đảo và sau toàn bộ cuộc chiến cả với đảo nữ nhì, nơi gần như toàn bộ thân dân đều biết sử dụng haki vũ trang. Thậm chí có dầu đèn cùng một vài tên thuyền trưởng Titanic, vũ khí mới của Vegapunk vẫn không có lấy một vết chảy xước, trong khi hồi ở Marineford, một cú đá của Boa dễ dàng chẻ đôi hay đá văng đầu Pacifista. Tóc trắng già nâu và đôi cánh đen, hẳn Seraphim đã được cấy gen của chủng tộc Lunarian. Và đó chính là lý do cho độ bền của chúng như X-10. Seraphim Mihawk dễ dàng xe đôi ngọn núi bằng thanh Zori Fake, đồng thời ép Zoden phải phô bày haki vũ trang để chặn đòn kiếm của nó. Chính quyền cũng tự tin dùng Seraphim để thế chỗ cho lực lượng thiết vũ hải, tổ chức mà có cả người mang sức mạnh 191 tái với tứ hoàng như mắt diều hầu Mihawk. Thì hẳn nó còn nhiều tính năng khủng hơn, hoặc đây mới chỉ là bàn thử nghiệm đầu tiên ra mắt, sau này còn có cả Pro và Pro Max thì hết nước chấm. Và như đã thấy, người máy sinh học này nghe lệnh của Kobe khi cậu bảo ngừng tấn công, nếu không chúng đã phá vỡ hết những người lính hải quân đã bị Boa Hàn Cốc khóa đá. Giờ đen sẽ cố moi cách điều khiển và hoạt động Seraphim từ Kobe, vì nếu đạt được thứ vũ khí này, nó sẽ vô cùng hữu ích trong chiến đấu với sức mạnh kinh hoàng như đã nói ở trên. Và nếu người máy này được lập trình nghe lệnh Kobe, thì trong một trận chiến quy mô lớn với hải quân, Katarina Devon ăn chép quỷ doan thần thoại Cửu Vĩ Hồ có thể cosplay bất kỳ ai sẽ là nhân tố giúp bằng dầu đen xoay chuyển tình thế. Nhưng cũng có thể, để em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Kiểu Kobe không phải là bị bắt, mà là tự nguyện đi theo dầu đen để thực hiện nhiệm vụ gì đó. Như đã biết, Kobe là thành viên của tổ chức hải quân ngầm, biệt đội Squad, mà Aokiji là người được xem đã rời bỏ hải quân để đổi phe bắt tay với dầu đen, vướng nhiều nghi vấn cũng là nằm trong tổ chức Squad. Biết đâu Kobe muốn gặp và trao đổi thông tin trực tiếp với Kuzan. Giờ ốc sen chuyển tin bị nghe lén nhiều lắm. Hoặc Kobe cũng cần nằm vùng ở băng tứ hoàng, kiểu Egg-Greg, đợi thời cơ chọc phá từ bên trong. Còn lý do để thuyết phục dâu đen cho chàng trai này vào băng ư? Quá dễ trao đổi chút thông tin có giá trị. Còn anh em bảo dâu đen chắc chắn sẽ không đặt niềm tin cho Kobe, thì tôi nghĩ hắn chả tin ai ngoài bản thân đâu. Cứ nhìn mà xem, người coi hắn là con, người coi hắn là anh em mấy chục năm, còn bị dâu đen hãm hại, thì nói gì đến cái băng hải tặc mới thành lập được 2 năm. Hơn nữa, băng dâu đen được thành lập đúng kiểu cộng sinh, có lợi cả đôi bên, thỏa mãn những dục vọng kiểu lũ tù nhân từng sau Impel Down thôi. Hay như kiểu Kuzan, người từng là đô đốc hẳn hoi, hỏi dâu đen có tin được không? Hiển nhiên là đời eo đeo sắc. Nhưng cả hai đều thực hiện những mục tiêu của mình thì cứ tiến tới thôi. Trên đây là toàn bộ suy nghĩ của mình về những gì đã diễn ra trong sự cố cảng Rocky và sự biến mất của Kobe. Còn theo anh em nghĩ sao về sự kiện này? Hãy comment bên dưới cho bọn mình biết với nhá. Cuối cùng, chuyên mục không thể thiếu trước khi kết thúc video. Xin mời ba bạn may mắn nhất hôm nay lên sóng. Đầu tiên là comment của bạn Quân Quân. Cho em hỏi là nếu trong trận chiến Wano, Kaido không phải oăn lưng ra gánh team thì Lu có thắng nổi không ạ? Vì nếu không có pha bóp team của Queen, siêu quả tạ rách và màn thể hiện nick tứ hoàng nhưng trình chả bằng 50% của Kaido thì Lu có thắng nổi không ạ?
Anh nghĩ là không nha. Nếu không có sự ngắt quãng của mọi người thì Lù không có thời gian để hồi máu với Mana, chứ nói gì thức tỉnh Nika. Tiếp theo là comment của bạn Nguyễn Hoàng Long. Anh nghĩ sao về Law sẽ phẫu thuật bất tử cho Luffy? Theo anh thì không, và anh cũng hy vọng điều đó không xảy ra. Tại bất tử như kiểu ông Brook phải chứng kiến bạn bè lần lượt ra đi cũng chẳng có gì là vui cả. Hơn nữa, Lù sẽ không muốn có được khả năng này bằng cách đánh đổi sinh mạng của người anh em thân thiết, đồng minh với nhau hàng trăm cháp đâu. Và cuối cùng là comment của bạn Liêm Ngô. Anh ơi, Dâu Đen và Katakuri, ai mạnh hơn ạ? Chắc chắn là Dâu Đen kèo trên rồi. Một người là đội trưởng đội 1, một người đẳng cấp tứ hoàng. Ai bá hơn thì mọi người đều rõ. À quên mất, trừ thánh bất kỳ của chúng ta nhá. Cảm ơn anh em đã xem đến những giây phút cuối cùng. Chúc em một ngày vui vẻ nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Nóng nóng nóng, Group One Piece Samsoi bị hack mất. Tức phát điên mà không làm gì được. Anh em băng hải tặc Samsoi ơi, cùng nhau xây dựng lại group mới nhá. Samsoi One Piece, link nhóm ở mục mô tả nhá.